tất cả các bác nhá. Thì hôm nay em về Đông Anh tại nhà văn hóa Đông Anh mang gian hàng tất cả bên này đầu bên này. Gần Đông Anh thì ra ngoài này. Cây đây là cây muối của em này. Tác phẩm yêu thích làm đang lẩy lộc rất là đẹp. Tác phẩm muối, tác phẩm cây túc này. Bắt phải hết túc cắt hết lá. Mấy đầu người ta về sen hai được quả. Giấy cả gian hàng đến rất là nhiều cây. Nếu các bác gần đây thì ra, các bác nào mà yêu thích thì chụp ảnh gửi cho em, giá cả cũng để cho các bác hợp lý. Đây là một cây hoa giấy trực của em, trên bộ an rất là đẹp, đang bung hoa, cây trực rất nhiều năm, trực cổ. Có những cái tác phẩm bé, tác phẩm bé to, chốt chuối này, chốt chuối cực kỳ quái này mà rất là to trên cái bể này. Và chi tiết cho các bạn, này thì em đã đang làm bông tán rất là kỹ rồi. Không. Các biết là tác phẩm sung túc và cây sam, tác phẩm gạo, tác phẩm gạo là hôm qua đi đường gió hơi táp đi. Đây là tác phẩm xanh này. xanh đây. Đẹp, cây bé. Con ra đây vừa ngắm cây rồi mua chậu này. Cây xe, cây ở đây. Cây xin. Đang nuôi, đồng xin cúc hồng. Quả rất là nhiều. Cốt lão rất là đẹp. Đấy, mua chậu lâu rồi. Xe các bác này. Quế kéo già lùn lực xanh. Tôi dân bên này các bạn. Đây là một đôi xanh, đôi xanh dòng lá nhỏ rất là đẹp, này nấu trên đá lâu rồi này. Và đây một đôi thôi. Quay sang bên này cho các bác biết là cái hàng bé bé hoa tiền này, xanh chuối này, cút chuối lâu năm rồi há lên này, hoa giấy, hoa giấy tầm này thì nó đang bung hoa. Các bác còn đang đặt lá. Cái phun hoa giấy này thì cũng được cái trên cái chậu cánh rất là nghịch cây, cung tay cành được rồi. Đây, chia sẻ hôm nay thì không báo giá cho các bác, thì các bác cứ ra trực tiếp đây. Còn các bác nào yêu thích những tác phẩm nào thì gửi ảnh cho em. Sung rất nhiều, nhưng mà em mang đây cái lượng cây cũng rất là nhiều, to nhỏ. Này thì đây cây túc này. Túc đây như cây mai đá này, ghép mai chư tủy này, gốc cũng rất là đẹp. Duối này, duối bé này, xanh,
đây những cái hàng bé bé, bê tay để bàn, sam hương này, nguyệt quế này, và các đa dạng hàng. Phong phú nha các bác. Sẻ các bác đây, cốt chuối lùn này trên ngang rất là đẹp rồi, lùn rất là đẹp, cốt lục vừng, cốt lục vừng già lu này, họ cũng quay lên đấy các bác cũng xem, nhưng mà nhiều anh em hỏi sao nhận đây là một cây cóc rất là đẹp, cốt cóc này rất đẹp quả đây. Đấy. Xanh cây tùng này, cây bé thì em chưa cho lên ghế thì em cứ xếp đây, bác gần đây thì ra chọn, còn các bác nào mà yêu thích tác phẩm nào thì đấy quá, cây xanh to. Rồi, quay vào cho các bác xem. Cây xanh có một cành bay chào khách rất là đẹp. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.